Xin chào các khán giả thân yêu của Sống An Lạc. Thưa quý vị, mẹ tôi bị mất ngủ khoảng hơn một tháng nay và dù đã uống các loại thuốc an thần, tuy nhiên tình trạng mất ngủ vẫn không hề thuyên giảm. Mất ngủ kéo dài như vậy khiến cho mẹ tôi bị suy nhược cơ thể, người lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, tinh thần uể oải, không thể làm việc. Điều này khiến cho cả gia đình tôi đều lo lắng và bất an. Nhưng thật may mắn quý vị ạ, mới đây mẹ tôi đã được một người bạn làm thầy thuốc đông y mách cho một cách giúp cải thiện giấc ngủ vô cùng hiệu quả chỉ với duy nhất một động tác đơn giản vào buổi tối trước khi đi ngủ. Và quý vị có biết không, mẹ tôi đã dứt hẳn chứng mất ngủ chỉ sau 5 phút tập luyện mỗi ngày. Chắc hẳn các bạn cũng rất muốn mình có thể đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng và nhanh chóng vậy chứ ạ? Vậy thì đừng bỏ lỡ video của Sống An Lạc ngày hôm nay và tìm hiểu về bài tập này của mẹ tôi quý vị nhé! Quý vị thân mến, nhiều người cho rằng tập thể dục trước khi đi ngủ có thể khiến bạn khó ngủ hơn. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu, điều này chưa thật sự chính xác. Các nghiên cứu chỉ ra rằng bạn vẫn có thể luyện tập khi gần đến giờ ngủ mà không gây ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của bạn cả. Điều quan trọng nhất là bạn cần biết chính xác thời gian tập luyện và tập trung vào loại hình tập luyện không gây ảnh hưởng tới giấc ngủ. Một nghiên cứu tổng hợp năm 2019 cũng xác định rằng luyện tập vào buổi chiều tối còn giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, miễn là luyện tập ở mức vừa phải và không luyện tập quá gần giờ ngủ, ít nhất 1 tiếng trước khi đi ngủ. Và bí quyết mà mẹ tôi đã áp dụng là bài tập nhấc chân, thường kéo dài trong vòng 5-10 phút. Mỗi lần làm động tác nhấc chân này, mẹ tôi không thể nào kéo dài quá 10 phút, vậy nên bà tách ra làm 3 lần. Tập thể dục thực sự có tác dụng tốt để giấc ngủ phải không ạ? Hãy cùng xem bài tập này được thực hiện như thế nào nhé! Bước 1. Bắt đầu nhấc chân lên, đếm đến 200. Sau đó đặt chân thấp xuống và duỗi thẳng. Lại tiếp tục đếm đến 100 rồi đặt chân xuống nghỉ ngơi. Bước 2. Sau đó nhấc chân lần 2, giơ chân thẳng và đếm đến 200. Hạ thấp xuống và đếm đến 100. Bước 3. Lần thứ 3 nhấc chân lên và đếm đến 100 là hoàn thành. Và như thế, bạn có thể ngủ một mạch đến sáng. Vị bác sĩ này tâm sự thêm, tôi không biết vì sao giơ chân trước khi đi ngủ lại có thể khỏi được bệnh tiểu đêm, nhưng tôi thực sự vui mừng như chút được gánh nặng. Vậy nên, tôi quyết định chia sẻ bí quyết này của bản thân. Cũng qua đây, tôi muốn cảm ơn người đã gửi tặng món quà này đến cho tôi. Quy trình và phản ứng trong lúc thực hành. Điều đầu tiên, trước và sau khi nhấc chân, cần uống 300ml nước ấm. Thư giãn, hít thở tự nhiên, dùng lực của eo và khí tại đan điền để hỗ trợ cho phần dưới của cơ thể để tránh bị mỏi. Cơ thể và đùi tạo thành góc 90 độ. Đùi và bắp chân cũng tạo thành một góc 90 độ. Giữ như vậy ít nhất 15 phút. Điều thứ hai, khi nhấc chân lên, máu sẽ nhanh chóng chạy về gan và thận để giải độc và bài độc, tăng cường trao đổi chất. Từ thắt lưng trở xuống sẽ có phản ứng ê mỏi vì độc tố đang được tăng cường bài tiết. Tuyến yên trong thận thể sẽ tự tiết ra hormone kích thích khả năng giải độc và cuối cùng trong quá trình ra mồ hôi, các độc tố sẽ được thải ra ngoài. Điều thứ ba, trong quá trình nâng chân lên, khí không tốt trong cơ thể cũng được đẩy ra ngoài. Những tế bào lành mạnh sẽ phát triển thêm và tế bào ung thư sẽ tự nhiên tiêu vong. Điều thứ tư, trong quá trình nhấc chân cũng tác động vật khí qua rốn, đả thông huyệt nhâm đốc, mở rộng lỗ chân lông, làm tăng hô hấp da và sự trao đổi chất. Khi lượng khí tại đan điền thì sẽ giảm gánh nặng cho phổi, khí độc trong khoang ngực sẽ tự tống ra ngoài, giải thể tối đa những phiền não và áp lực, làm cho tinh thần luôn trong trạng thái thoải mái, phục hồi chức năng tim, áp lực tâm lý giảm đáng kể. Cuối cùng, huyết áp cũng ổn định trở lại. Điều thứ năm, trong khi giữ chân thì mồ hôi cũng toát ra nên độc tố có tính axit và chất béo trong máu cũng tự nhiên được đốt cháy. Động tác này phải khống chế cả hai tay và hai chân, vì vậy có thể làm ổn định lượng đường trong máu, cải thiện chức năng của lá lách, tính tình cũng được cải thiện tốt hơn, ôn hòa, ân cần và dễ gần hơn. Điều thứ sáu, khi giơ chân lên thì ruột già sẽ tự nhiên động đậy, bàng quang càng mạnh hơn, giảm thiểu táo bón, kinh nguyệt. Kinh nguyệt không còn bị rối loạn, chức năng tiêu hóa của dạ dày trở về ổn định, ăn uống ngon miệng và khiến cho cơ thể không quá gầy cũng không quá béo. Điều thứ bảy, trong khi nhấc chân, cột sống duy trì đúng với tiêu chuẩn, cơ bắp linh hoạt, máu lưu thông, các đốt xương sẽ sản sinh thêm tủy. Thần kinh hai bên cột sống phục hồi chức năng dẫn truyền về trạng thái bình thường nhất, làm giảm thoái hóa khớp và hết đau thần kinh tọa. Điều thứ 8, khi nâng chân thì các bộ phận nội tạng của cơ thể cũng vận động theo, não bộ trở nên linh hoạt, thông minh, tăng trí nhớ, tăng cường ý chí và sự bền bỉ,
cân bằng tâm lý và sinh lý về trạng thái bình thường, cải thiện mất ngủ. Thưa quý vị, vậy là chỉ cần kiên trì giơ chân vài phút mỗi ngày là chúng ta có thể yên tâm ngủ ngon hơn mỗi đêm rồi đúng không nào? Hãy áp dụng ngay hôm nay nhé! Có thể thấy hiện nay, áp lực công việc cùng gánh nặng cuộc sống đè nặng lên vai khiến chúng ta bất an, căng thẳng dẫn đến mất ngủ. Tuy nhiên, bạn lại không muốn lạm dụng thuốc Tây y vì những tác dụng phụ mà nó đem lại và cũng không biết nên làm gì để có một giấc ngủ chất lượng. Quý vị hãy yên tâm nhé! Những bài thuốc ngâm chân đơn giản dưới đây từ những nguyên liệu dễ kiếm mà chúng tôi gợi ý sẽ giúp bạn có một giấc ngủ ngon, ngủ sâu đến sáng không lo tỉnh giấc. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Cách thứ nhất, ngâm chân bằng nước ấm và gừng tươi. Trong Đông y, gừng có vị cay, tính ấm, có tác dụng giải độc, làm ấm cơ thể. Ngâm chân bằng nước ấm và gừng giúp làm giãn mạch máu, tăng cường lưu thông máu đến khắp cơ thể, giảm đau nhức xương khớp, giúp ấm cho cơ thể, đặc biệt là vào mùa đông giá rét. Ngoài ra, mùi thơm dễ chịu từ tinh dầu gừng góp phần làm dịu căng thẳng. Cách làm nước gừng ngâm chân khá đơn giản, bạn chỉ cần 100g gừng còn nguyên vỏ, rửa sạch, đập dập cùng 2 lít nước. Đun sôi nước, cho gừng vào, có thể cho thêm 1 thìa muối trắng. Đun thêm 5 phút cho tinh chất gừng hòa vào nước muối tan. Sau đó, tắt bếp để nguội đến khoảng 50 độ C rồi đổ ra dụng cụ để ngâm chân. Nếu bận rộn, không có thời gian nấu, bạn có thể đập dập gừng, chế nước sôi vào để nguội bớt rồi ngâm chân hoặc mua chai gừng muối ngâm chân đóng sẵn ở các hiệu thuốc, chỉ cần đổ ra pha cùng nước ấm vừa đủ là dùng được ngay. Trong quá trình ngâm chân, nhất là vào mùa đông, nước nhanh nguội, bạn có thể vừa ngâm vừa chế thêm nước ấm để duy trì độ ấm cho nước. Thực hiện ngâm chân từ 15 tới 20 phút mỗi ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ. Ngâm chân bằng nước gừng ấm kết hợp ngửi mùi hương nhẹ nhàng từ củ gừng giúp cơ thể thư giãn, thoải mái, giải tỏa tinh thần, khiến bạn ngủ ngon hơn. Cách thứ hai, ngâm chân với nước ấm và muối. Đây là bài thuốc ngâm chân vô cùng dễ kiếm mà hiệu quả đem lại thật bất ngờ. Nước muối có tác dụng kích thích tuần hoàn máu, tăng lưu thông máu, làm ấm cơ thể. Ngâm chân nước muối 15 phút hàng ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ khiến cơ thể thư giãn, thoải mái, làm giảm triệu chứng chân tay lạnh, ngăn ngừa, xoa dịu tình trạng viêm khớp, kích thích ngủ ngon. Nếu như bạn là một người bận rộn, không có thời gian nấu các loại nước ngâm chân thì sử dụng nước muối là lựa chọn hoàn hảo. Chỉ cần pha 2 thìa muối vào 2 lít nước ấm, chưa đầy 2 phút bạn đã có chậu nước ấm ngâm chân cho riêng mình. Ngoài ra, thay vì sử dụng muối ăn thông thường để ngâm chân, bạn có thể lựa chọn các loại muối ngâm chân với thành phần đá muối Himalaya hay các loại muối ngâm chân thảo dược nhé. Cách thứ ba, ngâm chân với nước ấm và bột quế. Quế là một trong 4 thảo dược quý, sâm, nhung, quế, phụ, rất tốt cho sức khỏe. Ngâm chân bằng bột quế giúp giảm đau nhức mỏi, lạnh chân, phòng ngừa phong tê thấp, tăng cường tuần hoàn máu, giúp dễ ngủ. Ngoài ra, ngâm chân bằng bột quế còn góp phần ngăn ngừa và làm giảm các triệu chứng hôi chân. Hiện nay tại các siêu thị và nhà thuốc, có rất nhiều loại bột quế ngâm chân đóng sẵn. Bạn chỉ việc mua về, mỗi lần ngâm lấy khoảng 2 thìa cho vào chậu nước sôi để nguội bớt rồi ngâm chân. Nếu bạn cảm thấy chưa tin tưởng vào các thành phần bột quế bán sẵn, bạn có thể mua quế khô tại nhà thuốc Đông y. Mỗi lần ngâm, bạn đem khoảng 100g quế khô đun sôi với nước trong 15 phút, chờ nguội bớt rồi dùng. Trong trường hợp nhà bạn có sẵn cây quế thì bạn có thể tận dụng lá quế. Nước nấu từ lá quế cũng có tác dụng tương tự. Cách thứ tư, ngâm chân với nước ấm và xả. Xả là loại cây có nhiều tinh dầu, đặc biệt mùi thơm từ tinh dầu xả rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Ngâm chân bằng nước xả mỗi ngày khiến cơ thể thư thái, dễ chịu, cải thiện giấc ngủ. Ngoài ra, ngâm chân bằng xả cũng góp phần ngăn ngừa và làm giảm các triệu chứng hôi chân. Để nấu nước xả ngâm chân, bạn cần chuẩn bị 2 lít nước, 5 nhánh xả và 1 thìa cà phê muối hạt. Trước tiên, bạn đập dập xả, sau đó cho vào nồi nước, đã cho thêm muối hạt, rồi đun sôi khoảng 5 phút cho các tinh chất của xả tan vào nước. Sau đó tắt bếp để nguội bớt đến khoảng 50 độ rồi đổ ra dụng cụ để ngâm chân. Cách thứ 5, ngâm chân với nước ấm và lá lốt. Với những người bị mất ngủ do đổ mồ hôi tay chân, đau nhức xương khớp thì ngâm chân bằng lá lốt là một liệu pháp tốt. Dùng lá lốt ngâm chân, bạn nên lấy cả thân, rễ của cây để đạt hiệu quả cao. Cho 10 cây lá lốt đã rửa sạch, sắt khúc vào 2-3 lít nước, thêm 1 thìa muối hạt đun sôi khoảng 5 phút. Để nguội đến khoảng 50 độ là bạn đã có chậu nước ngâm chân. Một vài lưu ý khi ngâm chân. Nếu có điều kiện, bạn hãy dùng chậu gỗ hay thùng gỗ để ngâm chân vì gỗ hấp thụ các vị thuốc tốt nhất và làm nước ngâm chân lâu nguội. Không nên ngâm chân trước và sau khi ăn 1 tiếng. Tốt nhất là ngâm chân trước khi ngủ khoảng 1 giờ. Nước ngâm chân nên để trong khoảng từ 38-43 độ C, giữ ổn định độ ấm của nước bằng cách cho thêm nước nóng trong quá trình ngâm.
Ngâm chân khoảng 15-20 phút mỗi lần, không nên ngâm quá nhiều vì sẽ không tốt cho tim. Sau khi ngâm chân, cần lau khô, chà sát bàn chân vào nhau cho ấm rồi mới đi ngủ. Không ngâm chân khi chân có vết thương hở, nhiễm trùng, lở loét. Phụ nữ đang mang thai, đang trong thời kỳ kinh nguyệt, trẻ em đang trong giai đoạn dậy thì không nên ngâm chân. Người già mắc chứng khớp, tắc nghẽn động mạch, kém lưu thông máu nên hạn chế ngâm chân. Người sức khỏe yếu, người hay mẫn cảm hay tụt huyết áp không ổn định, người mắc chứng xơ vữa động mạch, lưu thông máu kém, tuyệt đối không được ngâm chân. Quý vị thân mến, hy vọng với những gợi ý của chúng tôi vừa rồi sẽ giúp quý vị có cho mình một giấc ngủ chất lượng nhất. Hãy áp dụng ngay và chia sẻ kết quả cùng khán giả của Sống A Lạc nhé. Chúc quý vị có những giấc ngủ ngon và luôn khỏe mạnh.